Xin chào các anh chị và các bạn. Trong bài học Smart Email Marketing 3 phát anh tiếp theo thì tôi sẽ đưa ra một số những cái nguyên tắc và một số những cái gợi ý để giúp các anh chị thiết kế email, gửi email làm sao cho nó chuẩn chỉ. Thì đây là cái bài học lý thuyết cuối cùng trong cái series bài học về Smart Email Marketing. Và sau đó thì tôi sẽ chuyển sang một cái series hướng dẫn các anh chị thao tác trên một cái ứng dụng email marketing trả phí, thí dụ như là ứng dụng GetResponse, được chưa? Và tôi sẽ quay màn hình để cho các anh chị thao tác theo. Thì một số những cái nguyên tắc thiết kế trong email rất là quan trọng các anh chị cần lưu ý. Thứ nhất đó là phải ngắn gọn, phải hấp dẫn. Người gửi email thì phải hết sức lưu ý rằng là người nhận email là họ không có nhiều thời gian để đọc đâu, và họ cũng lướt qua thôi. Cho nên là chúng ta viết một cái bài nó phải đầy đủ thông tin nhưng mà phải rất là ngắn gọn, được chưa ạ? Từ phần text, phần ảnh, phần video, phần đường link và các cái thông tin khác, chúng ta cố gắng là gói gọn trong một đến hai cái màn hình máy tính thôi, chứ đừng có mà quá nhiều anh chị nhá. Về nội dung được thể hiện dưới dạng là hình ảnh thì chúng ta phải được tối ưu nó, không được đưa ảnh quá to, quá nặng vào, bởi vì như vậy nó sẽ làm cho cái email đấy nó tải rất là nặng nề và có thể ở trên điện thoại di động nó sẽ không hiển thị được tối ưu. Và đặc biệt là gửi thì sẽ phải nhận diện phù hợp với thương hiệu của mình, bao gồm tên thương hiệu, bao gồm logo, bao gồm màu sắc, đúng không ạ? Những cái lời kêu gọi hành động phải rất là rõ ràng, như click vào đây ngay hay là bấm vào đây được giảm giá, đúng không ạ? Và chúng ta cũng không nên gửi đính kèm file. Thông thường gửi email marketing họ rất ít khi gửi đính kèm file các anh chị nhé. Chỉ trừ email trong công việc thôi, ví dụ như tôi gửi mail công việc cho bạn thì tôi mới gửi đính kèm file thôi. Đấy. Và tiếp theo đấy là chúng ta buộc phải cá nhân hóa nội dung. Ví dụ như Dear Phan Anh, đúng không ạ? Dear Hoàng, Dear Lương vân vân. Những cái tên như vậy thì chúng ta cần phải cá nhân hóa. Thì trong cái ứng dụng email marketing trả phí thì chúng ta có công cụ trộn tên vào rồi. Chứ còn nếu mà cứ chào bạn, đúng không ạ? Hay là Dear You thì nói chung là cũng được, không sao cả. Nhưng mà nó không thể nào xuất sắc bằng là được cá nhân hóa, đúng không ạ? Các nội dung được viết cũng phải rất là trau chuốt, tránh lỗi sai chính tả, rồi thì tránh cái lỗi ngữ pháp, chấm câu, vân vân. Thế thì ảnh hay là text hay là cả hai thì theo lời khuyên của tôi thì mình viết một cái email thì bao giờ cũng sẽ có phần text và phần ảnh. Không nên là chỉ có text không và cũng không nên là chỉ có ảnh không. Bởi vì là cái ảnh và cái text và cái video nó rất là tốt cho cái sự tương tác của khách hàng thông qua mắt, đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý cái việc đó, được chưa ạ? Trong cái quá trình mà chúng ta gửi email thì chúng ta cũng cần có cái tên của người gửi, cũng chính là thương hiệu của chúng ta, và quan tâm hàng đầu đến cái tiêu đề của email. Bởi vì là cái tiêu đề của email nó bị giới hạn về mặt ký tự, cho nên là cái tiêu đề đấy thì thông thường người dùng là chỉ có từ 15 đến 30 giây để lướt qua cái tiêu đề email đấy và quyết định là có mở cái email đấy không hay là xóa hoặc là cho nó vào thùng rác. Thì cái tiêu đề đấy nó rất là ngắn và chúng ta cần phải giật tít, nó thật là hay, thật là hấp dẫn và thật đúng đối tượng. Có thể kết hợp thêm một số những cái ký tự đặc biệt để tăng được cái sự hấp dẫn cho khách hàng lên. Rồi thì chúng ta cũng quan tâm đến tính thời điểm gửi. Thông thường thì chúng ta sẽ nên gửi cho khách hàng vào lúc 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Đây là cái khoảng thời gian tốt nhất để mà khách hàng người ta check inbox cho email. Hoặc là chúng ta cũng có thể là gửi cho khách hàng vào những cái dịp mà người ta sử dụng vào check email vào buổi sáng. Đấy cũng là một cái thời gian đặc biệt. Thế còn đối với người tiêu dùng thì chúng ta cũng có thể gửi vào buổi tối, được chưa ạ? Thì cái đấy là tôi cũng muốn chia sẻ. Thế còn tần suất gửi thì chúng ta cũng cố gắng là duy trì một cái tần suất là hàng ngày hoặc là một số ngày cố định trong tuần. Chứ còn nếu mà một tuần một lần thì tôi nghĩ cũng hơi ít các anh chị nhé. Nhưng nếu mà một ngày một lần mà cái nội dung email nó không thực sự hấp dẫn thì cũng rất là kém. Ngoài ra thì chúng ta cũng hết sức lưu ý về cái phần đánh giá kết quả. Các cái thống kê thì tôi cũng đã hướng dẫn các anh chị sơ lược rồi. Thì chúng ta dựa trên những cái phần đó để chúng ta làm. Cuối cùng thì chúng ta sẽ thực sự là quan tâm đến những cái điều mà khách hàng người ta không hài lòng. Nếu như người ta hủy đăng thì mình phải xem biết lý do là vì sao. Và sau đó thì chúng ta sẽ tối ưu và triển khai cái chiến dịch email marketing là tốt. Ví dụ như cái hoạt động nhận email đấy thì chúng ta nên cho khách hàng cái phễu, những cái quà tặng rất là có giá trị để chúng ta nhận được danh sách cái email này nhiều hơn. Thì xin hẹn lại các anh chị trong cái loạt series tôi sẽ hướng dẫn thao tác cái gửi email và thiết kế email ở trên các dịch vụ email marketing trả phí.
Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.